Xin kính chào quý vị khán giả. Quý vị đang theo dõi bản tin dịch COVID-19 trên kênh Bản tin nóng. Và chương trình hôm nay sẽ có những tin chính sau đây. Dân bất ngờ khi trạm y tế thu tiền công test nhanh COVID-19. Đề xuất coi cấp chứng nhận F0, F0 khỏi bệnh như một dịch vụ công trực tuyến. Cà Mau, F0 đi làm trên tinh thần tự nguyện, không tiếp xúc với người khác. Người từng mắc COVID-19 sau bao lâu nên tiêm vaccine là tốt nhất? Và sau đây là nội dung chi tiết, mời quý vị và các bạn chú ý đón xem. Dân bất ngờ khi trạm y tế thu tiền công test nhanh COVID-19. Thưa quý vị, ngày 17 tháng 3, nhiều người dân tại Cư Ê Bua phản ánh về việc tình trạng trạm y tế xã này có thu phí test nhanh COVID-19 với giá từ 80.000 đến 100.000 đồng một lượt test. Một người dân ngụ xã Cư Ê Bua bức xúc: "Tôi nghi ngờ mắc COVID-19 nên qua trạm y tế xã Cư Ê Bua để kiểm tra thì được hướng dẫn sẽ không được miễn phí test như trước đây mà phải mua que test giá 100.000 đồng một que. Tôi thấy nếu mua que test nhanh ở ngoài tiệm thuốc chỉ có giá khoảng 65.000 đồng một que, nên mức giá này của trạm y tế nhà nước là quá cao và bất hợp lý cho người dân lao động như chúng tôi." Trong vai là một người dân đến liên hệ test nhanh COVID-19 tại trạm y tế xã Cư Ê Bua vào sáng 17 tháng 3. Phóng viên đề cập việc người nhà có dấu hiệu F0 đang cần được sàng lọc, thì một nam nhân viên trực tại trạm trả lời nên đưa người nhà đến trạm test và sẽ tính phí 80.000 đồng một lượt test. Khi hỏi thêm về việc mua que test đem tới trạm nhờ test, các nhân viên trực tại đây nói rõ, mua que test mang lên trạm sẽ lấy thêm phí 10.000 đồng một lần rồi khai báo viết đơn xin điều trị ở nhà. Trao đổi với phóng viên về phí test COVID-19, ông Lưu Quang Tâm, trạm trưởng trạm y tế xã Cư Ê Bua nói rằng hiện toàn thành phố không còn chỗ nào test nhanh miễn phí, nên có nhu cầu cứ mua que test đến nhân viên sẽ làm cho. Về phí test, ông Tâm nói thêm, anh em, nhân viên y tế cũng tốn đôi găng tay chứ, anh em đâu có găng tay đâu, nên lấy 5.000 đến 10.000 đồng gì đó. Ông Võ Minh Hùng, giám đốc trung tâm y tế thành phố Buôn Ma Thuật xác nhận hiện tại tất cả xã phường trên địa bàn, nguồn kit xét nghiệm test nhanh hết nguồn để cung ứng cho người dân từ khoảng 2 tuần nay. Qua đó, các nhân viên y tế sẽ vận động người dân mua que test đưa đến trạm y tế và nhân viên sẽ test hoàn toàn không tính phí. Cũng theo ông Hùng, người dân cũng có thể tự test nhanh COVID-19 ở nhà, khi có kết quả dương tính báo cho y tế địa phương nắm, theo dõi, quản lý và chăm sóc sức khỏe. Trước phản ánh trạm y tế xã Cư Ê Bua tính phí test nhanh COVID-19, Giám đốc Trung tâm Y tế thành phố Buôn Ma Thuật nói sẽ cho kiểm tra và chỉ đạo đến các xã phường thực hiện đúng. Ông Hùng quả quyết, hiện tại không có quy định cho phép các trạm y tế xã phường thu phí hay thu tiền công test COVID-19 cho người dân. Trao đổi về vụ việc, ông Lê Đại Thắng, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Buôn Ma Thuật cho biết hiện không thể đảm bảo kinh phí để test nhanh COVID-19 miễn phí hết cho nhân dân. Nhưng với những đối tượng theo quy định thì vẫn được test miễn phí và chủ trương phạm vi test giới hạn lại. Ông Thắng thông tin sẽ huy động nguồn lực của người dân cùng hỗ trợ công tác phòng chống dịch trong tình hình mới và đang được người dân rất chia sẻ. Hiện tại thành phố đang làm quy trình thủ tục để mua kit xét nghiệm nhưng tỉnh chưa có chủ trương giao cho thành phố mua. Trước thông tin trạm y tế xã thu tiền test nhanh COVID-19 của người dân, Phó Chủ tịch thành phố Buôn Ma Thuột nhấn mạnh, trạm y tế xã phường tuyệt đối không được tự ý bán kit xét nghiệm và chắc chắn không hề có chủ trương thu tiền công khi test như vậy. Với phản ánh này, tôi sẽ cho kiểm tra ngay. Đề xuất coi cấp chứng nhận F0, F0 khỏi bệnh như một dịch vụ công trực tuyến. Thưa quý vị, mới đây Bộ Thông tin và Truyền thông đã đề nghị Bộ Y tế cân nhắc việc coi chứng nhận F0 và F0 khỏi bệnh như một dịch vụ công trực tuyến và thực hiện như cung cấp dịch vụ công trực tuyến. Cụ thể, trong văn bản gửi Bộ Y tế, mới đây, Bộ Thông tin và Truyền thông chỉ ra rằng việc bệnh nhân COVID-19 tự điều trị tại nhà đã giúp giảm tải áp lực điều trị cho các cơ sở y tế. Tuy nhiên, việc này lại đang tạo ra một áp lực khác, đó là thủ tục chứng nhận F0 và F0 khỏi bệnh. Theo đó, vì số lượng F0 tăng vọt trong một thời gian ngắn, trong khi lực lượng nhân viên y tế lại rất mỏng, nên thực tế đã xảy ra tình trạng quá tải ở nhiều cơ sở y tế. Thực trạng này cũng khiến một bộ phận người dân, sau khi tự test nhanh COVID-19 tại nhà cho kết quả dương tính, đã không khai báo với lực lượng chức năng. Trước thực trạng này, Bộ Thông tin và Truyền thông đề nghị Bộ Y tế sớm nghiên cứu và đề xuất phương án hiệu quả trong quy trình thủ tục chứng nhận F0.
Đáng chú ý, Bộ Thông tin và Truyền thông đề nghị Bộ Y tế cân nhắc việc coi chứng nhận F0 và F0 khỏi bệnh như một dịch vụ công trực tuyến và thực hiện như cung cấp dịch vụ công trực tuyến. Theo Bộ Thông tin và Truyền thông, việc này sẽ giúp tạo thuận lợi cho người dân. Bên cạnh đó, Bộ Thông tin và Truyền thông cũng đã nghiên cứu và chỉ đạo các đơn vị phát triển phần mềm quản lý ca bệnh COVID-19 và đề nghị Bộ Y tế xem xét đánh giá áp dụng. Thực tế, một số địa phương trong thời gian qua đã áp dụng phần mềm và bước đầu cho thấy hiệu quả nhất định. Như đã đưa tin, chiều ngày 10 tháng 3, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội Chử Xuân Dũng đã chủ trì hội nghị giao ban trực tuyến với Ban chỉ đạo các quận, huyện, thị xã và xã phường thị trấn về công tác phòng chống dịch COVID-19 trên địa bàn. Để thực hiện tốt công tác quản lý bệnh nhân F0 tại nhà, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Chử Xuân Dũng yêu cầu các địa phương tiếp tục đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong xử lý thủ tục hành chính quản lý F0 tại nhà. Theo đó, Sở Y tế chủ trì phối hợp với Bảo hiểm xã hội và Sở Thông tin và Truyền thông khẩn trương giải quyết về vấn đề hạ tầng, cần thiết huy động sự hỗ trợ của các doanh nghiệp viễn thông trên địa bàn thành phố. Đáng chú ý, liên quan đến việc cấp giấy chứng nhận nghỉ việc được hưởng bảo hiểm cho người lao động bị nhiễm COVID-19, đại diện Bảo hiểm xã hội thành phố cho biết, đơn vị đang phối hợp với Sở Thông tin và Truyền thông xây dựng phần mềm cho nội dung này. Hiện phần mềm đang tiếp tục hoàn thiện và sẽ được thực hiện thí điểm trong thời gian tới. Cà Mau, F0 đi làm trên tinh thần tự nguyện, không tiếp xúc với người khác. Thưa quý vị, ngày 17 tháng 3, Chánh văn phòng tỉnh ủy Cà Mau Tô Hoài Phương cho biết vừa ký ban hành thông báo số 166 truyền đạt ý kiến kết luận của ông Nguyễn Tiến Hải, Bí thư tỉnh ủy Cà Mau tại cuộc họp giao ban giữa Thường trực tỉnh ủy, Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân và Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh với các sở ngành chức năng địa phương về việc cho người bị F0 không triệu chứng nhẹ và F1 có nguy cơ cao được đi làm việc bình thường. Theo đó, cùng với việc tăng cường công tác phòng chống dịch COVID-19, Bí thư tỉnh ủy Cà Mau Nguyễn Tiến Hải chỉ đạo người đứng đầu cấp ủy Cà Mau cũng cho chủ trương để Ủy ban Nhân dân tỉnh Cà Mau ban hành quy định tạm thời về việc đi làm đối với cán bộ, công chức, viên chức, người lao động trong các cơ quan nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập và các cơ sở sản xuất, kinh doanh, công ty, nhà máy, xí nghiệp, doanh nghiệp. Theo đó, các trường hợp là F0 không triệu chứng nhẹ và F1 có nguy cơ cao được đi làm việc bình thường. Tuy nhiên, các đối tượng nêu trên phải đi làm trên tinh thần tự nguyện và đảm nguyên tắc không tiếp xúc với người khác. Các cơ sở sản xuất, kinh doanh, công ty, nhà máy, xí nghiệp, doanh nghiệp hỗ trợ người lao động xét nghiệm 2 lần một tuần, bố trí sản xuất kinh doanh khoa học hợp lý, bảo đảm an toàn các biện pháp phòng chống dịch COVID-19. Đối với các cơ quan công quyền, đơn vị sự nghiệp công lập, thủ trưởng và người đứng đầu đơn vị trên có nhiệm vụ phân công công việc hợp lý, bảo đảm phòng chống dịch nhưng tránh trường hợp lợi dụng dịch bệnh để nghỉ việc, ảnh hưởng đến tiến độ chất lượng công việc. Anh TVC là công chức của một cơ quan cấp tỉnh ở thành phố Cà Mau cho biết về việc các trường hợp F0 không triệu chứng nhẹ và F1 có nguy cơ cao được đi làm, cũng có nhiều ý kiến khác nhau, có người ủng hộ nhưng cũng có người tỏ ra lo lắng. Như cơ quan của anh, nhiều người cũng lo lắng vì việc F0 đi làm có ảnh hưởng sức khỏe không, nguy cơ lây nhiễm là rất cao. Ông Lê Văn Ngời, Chánh văn phòng Ủy ban Nhân dân tỉnh Cà Mau cho biết, hiện nay Ủy ban Nhân dân tỉnh đã giao cho Sở Y tế tham mưu ban hành văn bản quy định tạm thời về việc các trường hợp F0 không triệu chứng nhẹ và F1 có nguy cơ cao được đi làm. Các cơ quan, đơn vị, các cơ sở sản xuất kinh doanh đảm bảo đủ điều kiện sẽ áp dụng cho các trường hợp F0 không triệu chứng nhẹ và F1 có nguy cơ cao được đi làm. Đối với những người không triệu chứng, nếu được đi làm sẽ không ảnh hưởng đến nguồn thu nhập của họ. Hiện nay, Ủy ban Nhân dân tỉnh đã giao cho Sở Y tế sớm tham mưu để ban hành văn bản hướng dẫn này. Người từng mắc COVID-19 sau bao lâu nên tiêm vaccine là tốt nhất? Thưa quý vị, Tiến sĩ Phạm Quang Thái, trưởng văn phòng tiêm chủng mở rộng miền Bắc, Viện Vệ sinh Dịch tễ Trung ương cho biết, về lý thuyết sau khi nhiễm virus, cơ thể sẽ tạo ra kháng thể. Tuy nhiên, với virus SARS-CoV-2, nghiên cứu cho thấy miễn dịch tạo ra do việc nhiễm tự nhiên yếu. Trước đây, có bệnh viện từng nghiên cứu việc sử dụng huyết tương của người đã mắc COVID-19 để điều trị, thì thấy trong số rất nhiều người đến lấy huyết tương thì 50% không có kháng thể, chỉ 10% có kháng thể ở mức cao. Tiến sĩ Thái phân tích, thời điểm ấy, một người đã nhiễm bệnh tự nhiên là nhiễm rất sâu, virus ở vùng hô hấp cũng tạo ra miễn dịch mạnh hơn, thế nhưng kháng thể tạo ra vẫn ít. Trong khi đó, với chủng Omicron, người ta thấy nhiễm chủ yếu ở đường hô hấp trên, vì thế miễn dịch tạo ra không giống như các chủng trước đây. Vì thế, từ trước đến nay, các chuyên gia vẫn khuyến cáo dù đã mắc COVID-19 và khỏi bệnh thì vẫn tiêm vaccine phòng COVID-19 ngay khi có thể. Tương tự,
Với trẻ 5 đến dưới 12 tuổi dù đã mắc bệnh nhưng khi có vaccine thì vẫn nên tiêm, đặc biệt là khi hiện nay biến thể Omicron đang chiếm ưu thế tại nước ta. Theo tiến sĩ Thái, dù nhiễm hay chưa nhiễm thì với trẻ em, việc tiêm vaccine ngay sau đó cũng sẽ tạo ra miễn dịch tốt hơn cho cơ thể để phòng tránh những đợt tái nhiễm sau này. Nếu đã tiêm rồi mà lại nhiễm thì miễn dịch tạo ra rất mạnh, hoặc nhiễm rồi mà tiêm bổ sung thì miễn dịch tạo ra cũng rất tốt. Đó là lý do vì sao không cần phân biệt có nhiễm hay không nhiễm trong quá khứ để quyết định việc tiêm vaccine phòng COVID-19. Điều này có nghĩa là dù trẻ có mắc hay không mắc vẫn tiêm phòng. Về việc bao lâu sau khi mắc COVID-19 trẻ có thể tiêm vaccine được thì giống như người lớn, nếu trẻ mắc COVID-19 thì cần khỏi là có thể tiêm được. Trước đó, Bộ Y tế hướng dẫn những người đã mắc COVID-19 cũng sẽ được tiêm ngay sau khi hồi phục và hoàn thành việc cách ly y tế theo quy định thay vì đợi 6 tháng như trước. Cũng theo Phó Giáo sư Tiến sĩ Dương Thị Hồng, Phó Viện trưởng Viện Vệ sinh Dịch tễ Trung ương, việc tiêm vào thời gian nào sau khi khỏi bệnh phụ thuộc vào tình trạng sức khỏe của mỗi người. Theo hướng dẫn, có thể tiêm sau khi khỏi bệnh và hoàn thành cách ly y tế. Tuy nhiên, thực tế người bệnh sau khi khỏi không thể hồi phục sức khỏe ngay, chỉ sau 1 đến 2 tuần. Thông thường, thời gian để sức khỏe hồi phục phải mất từ 2 tuần đến 1 tháng tùy thể trạng mỗi người. Việc tiêm vaccine COVID-19 có thể có phản ứng thông thường như mệt mỏi, đau nhức, sốt. Nếu sức khỏe chưa phục hồi, lại thêm những phản ứng này có thể khiến cơ thể mệt mỏi hơn. Vì vậy, người dân cần theo dõi sức khỏe, khi cảm thấy hồi phục thì mới tiếp tục tiêm, tương tự với trẻ đã mắc COVID-19.